Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới, mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Cách Nga hóa giải những vũ khí hiện đại từ phương Tây. Phương Tây muốn một phụ nữ lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine. Tập trung rà phá bom mìn khiến đà phản công của Ukraine chững lại. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Cách Nga hóa giải những vũ khí hiện đại từ phương Tây. Rất nhiều vũ khí hiện đại được phương Tây viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, khi sử dụng trên chiến trường, chúng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Sẽ không loại trừ khả năng sử dụng kỹ thuật đảo ngược các thiết bị quân sự tinh vi của phương Tây mà lực lượng Nga thu giữ được trong cuộc xung đột ở Ukraine để khắc chế chúng. Điều đó được ông Anatoly, sĩ quan tình báo quân đội Nga đã nghỉ hưu cho biết qua một bài phỏng vấn cách đây ít ngày. Mỹ và các nước NATO đã viện trợ hơn 94,5 tỷ đô la Mỹ trang thiết bị quân sự cho Ukraine trong 18 tháng qua, từ xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Bradley cho đến bệ phóng tên lửa chính xác HIMARS, tên lửa Storm Shadow, tên lửa hành trình, hệ thống phòng không Patriot, hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS, lựu pháo Caster. Khi cuộc xung đột mở rộng, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass đã thu giữ được nhiều các thiết bị của phương Tây, với nhiều hình ảnh cho thấy binh lính đang đứng cạnh chiến lợi phẩm Leopard và Bradley hoặc tham gia huấn luyện sử dụng các hệ thống tên lửa Javelin và Stinger bị tịch thu. Mới đây nhất là vào đầu tháng 7 năm 2023, quân đội Nga đã thu giữ được một quả tên lửa Storm Shadow còn nguyên vẹn. Họ đã tháo dỡ và đưa nó lên một chiếc xe trở về nhà máy công nghiệp quốc phòng để nghiên cứu. Bất kỳ chiến lợi phẩm nào chúng tôi thu được trên chiến trường cũng đều có giá trị, sĩ quan tình báo và nhà phân tích quân sự đã nghỉ hưu chia sẻ. Lấy ví dụ về xe tăng Leopard, chúng tôi thấy hứng thú khi nghiên cứu các bộ phận của lớp giáp và hệ thống điều khiển hỏa lực trên pháo chính. Xe chiến đấu Bradley cũng rất đáng quan tâm, đặc biệt là loại đạn dược sử dụng bởi khẩu pháo 25mm. Tất cả các thiết bị thu được đều được các kỹ sư quân sự của chúng tôi nghiên cứu cẩn thận. Chúng tôi so sánh với thiết bị của chính mình và ngay lập tức đưa ra các khuyến nghị để chống lại những thiết bị này trên chiến trường. Và trong tương lai, có thể một số công nghệ thu được từ phương Tây sẽ được giới thiệu trong thiết bị của chúng tôi. Có nhiều bằng chứng cho thấy các lực lượng Nga đã lợi dụng việc phân tích các thiết bị NATO chiếm được, đặc biệt là trong lĩnh vực tên lửa. Những tên lửa từ bệ phóng HIMARS đã từng có thể né tránh các hệ thống phòng không Patriot của chúng tôi khá tốt, nhưng giờ thì không còn nữa. Chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của vũ khí này, đó là tần số hệ thống điều khiển của tên lửa. Vì vậy, hệ thống phòng không của chúng tôi giờ đây đã có thể tiêu diệt HIMARS một cách dễ dàng. Vào tháng 1 năm 2023, lực lượng phòng không Nga tại chiến trường cũng đã xác nhận rằng hệ thống Patriot của họ đã được trang bị thiết bị chụp ảnh mới và bản cập nhật phần mềm để tăng đáng kể tỷ lệ đánh chặn tên lửa HIMARS. Tuần trước, một giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn công nghệ Rotex của Nga cho biết hiệu quả của các hệ thống tên lửa Patriot đã nâng cấp đạt hiệu quả 100% trước các tên lửa HIMARS trên chiến trường. Bất kỳ loại vũ khí nào cũng được hiện đại hóa và cải tiến dựa trên kết quả sử dụng trong chiến đấu. Đây là một quá trình liên tục vì sau khi đối phương nhận được hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, các chuyên gia Nga cũng đã phải nghiên cứu và nâng cấp để có thể đánh chặn các tên lửa này. Trả lời phỏng vấn hôm 5 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Renikov thừa nhận quân đội Nga có cách hóa giải những tên lửa HIMARS. Bằng cách nào đó, quân đội Nga đã can thiệp khiến đạn pháo dẫn đường bằng GPS bao gồm cả đạn pháo HIMARS giảm độ chính xác cao. Vấn đề quan trọng hiện nay của quân đội Nga đang đối mặt là phải được trang bị đủ các hệ thống phòng không nâng cấp cho chiến tuyến dài 1.000 km để đối phó trước các thiết bị hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Phương Tây muốn một phụ nữ lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine. Các nước phương Tây muốn Kiev bổ nhiệm một phụ nữ làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine để thế cho chỗ ông Renikov. Tin đồn về việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine một lần nữa rộ lên trong bối cảnh liên tục có các bê bối tham nhũng ở trung tâm tuyển quân. Trích dẫn những tin đồn lan truyền trong giới chính trị, Strana cho biết các đối tác phương Tây được cho là muốn bổ nhiệm một phụ nữ làm Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng không tiết lộ lý do chi tiết. Trong số các ứng viên tiềm năng, Phó Thủ tướng và Dria, Giám đốc Trung tâm Hành động chống tham nhũng. Trước đó, hôm 10 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đang tìm kiếm các ứng cử viên để thay thế ông Renikov làm Bộ trưởng Quốc phòng. Các ứng viên tiềm năng đề cập đến là Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Alexander Kubarov và Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamishin. Nếu thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Renikov có thể
sẽ được điều chuyển làm đại sứ Ukraine tại Anh. Bộ trưởng Denikov coi mình là nhân vật chủ chốt trong việc tìm kiếm vũ khí của phương Tây cho Kiev. Hồi tháng 10 năm 2022, ông khoe rằng Mỹ đã tìm ra quy trình chính trị của Lầu Năm Góc, đó là liên tục đưa ra yêu cầu cho đến khi người Mỹ nhượng bộ. Cũng trong tháng đó, ông mô tả Ukraine là nơi thử nghiệm lý tưởng cho các thiết bị quân sự của phương Tây, bày tỏ hy vọng rằng Kiev sẽ sớm nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực và sau đó là máy bay chiến đấu. Việc từ chức của ông Denikov đã được thảo luận vào đầu tháng 2 sau một loạt bê bối. Ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine. Bản thân ông Denikov từng bày tỏ mong muốn được làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhưng ông không chấp nhận vị trí Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược nên vào tháng 2 vẫn ở nguyên vị trí của mình. Tập trung rà phá bom mìn khiến đà phản công của Ukraine chững lại. Ukraine đang phải chật vật rà phá hệ thống bom mìn dày đặc của Nga để mở đường cho cuộc phản công. Với nhiều vũ khí hiện đại được phương Tây viện trợ cùng hàng ngàn binh sĩ được NATO huấn luyện, Ukraine được kỳ vọng có thể nhanh chóng xuyên thủng phòng tuyến Nga trong cuộc phản công lần này để lặp lại thành tích giành lại Kharkov và thành phố Kherson vào năm ngoái. Tuy nhiên, cuộc phản công cho đến nay chưa đạt được những bước tiến đáng kể khi các lực lượng của Kyiv vấp phải hàng rào mìn do Nga tạo ra. Trong một lời kêu gọi khẩn cấp tới các đồng minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng các binh sĩ của ông đang rà phá 5 quả mìn trên mỗi mét vuông ở những nơi do quân đội Nga đặt nhầm cố gắng ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Ông cho biết có thể vượt qua các bãi mìn rộng lớn, nhưng điều cực kỳ quan trọng là các đồng minh phải mở rộng và đẩy nhanh quá trình huấn luyện rà phá bom mìn đã được cam kết bởi một số quốc gia, bao gồm cả Anh. Bên cạnh đó, theo ông Denikov, số lượng công binh trong lực lượng vũ trang Ukraine gần như không đủ để giúp quân đội nước này vượt qua hệ thống phòng thủ phức tạp của Nga trên mặt trận rộng lớn dài 1.000 km. Các quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine gợi ý rằng những quốc gia như Nhật Bản vốn không muốn cung cấp viện trợ sát thương có thể hỗ trợ Kyiv dưới hình thức cung cấp thiết bị, rà phá bom mìn và các chương trình đào tạo. Ngày nay, Ukraine là quốc gia rà phá bom mìn nhiều nhất trên thế giới với hàng trăm cây số bãi mìn, hàng triệu thiết bị nổ. Các bãi mìn của Nga là một trở ngại nghiêm trọng đối với quân đội của chúng tôi, nhưng không phải là không thể vượt qua. Chúng tôi có những công binh lành nghề và trang thiết bị hiện đại nhưng vẫn không thể đủ cho mặt trận trải dài hàng trăm cây số ở phía đông và nam Ukraine. Ông Denikov cho hay, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã phàn nàn rằng việc phải đợi phương Tây chuyển giao vũ khí và trì hoãn cuộc phản công năm nay đã cho phép Nga có thời gian đặt hàng triệu quả mìn trước phòng tuyến. Ukraine hiện có 5 tiểu đoàn công binh được phân bố trong 200 lữ đoàn. Tính đến tháng 5 trước khi bắt đầu cuộc phản công, mỗi lữ đoàn của Ukraine có 30 công binh. Tuy nhiên, số lượng quân nhân rà phá bom mìn đang hoạt động thấp hơn số cần thiết phải có. Một lữ đoàn hoạt động xung quanh Stadomaski, ngôi làng mới được phía Ukraine kiểm soát từ Nga ở vùng Donetsk, cho biết trên lý thuyết họ có 30 công binh, nhưng thực tế họ chỉ có 13 người, trong đó chỉ có 5 người có thể hoạt động, còn những người khác đã bị thương. Dizhenko, giám đốc y tế của bệnh viện Menikov ở Dnipro, nơi điều trị cho nhiều người bị thương nặng nhất, cho biết ông tiếp nhận từ 50 đến 100 binh sĩ mỗi ngày, với mìn là nguyên nhân gây thương vong thứ nhì sau pháo binh. Tại một cuộc họp vào tháng 7 ở Darmstadt, Đức và Liên minh 54 quốc gia ủng hộ Ukraine, Latvia, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch đã đồng ý huấn luyện và trang bị cho các đơn vị rà phá bom mìn của Ukraine. Các quốc gia khác đã được mời tham gia. Ở giai đoạn này của chiến dịch phản công, chúng tôi cực kỳ cần thêm thiết bị rà phá bom mìn, từ lưới kéo quét mìn cho đến ngư lôi. Chúng tôi rất biết ơn các đối tác quốc tế của mình vì sự hỗ trợ. Việc mở rộng và đẩy nhanh đào tạo đặc công cũng vô cùng cần thiết. Nó phải nhanh chóng và có hệ thống. Lực lượng công binh rất cần thiết. Việc làm của họ đã cứu sống và bảo đảm bước tiến của Ukraine. Liên minh gỡ mìn được xây dựng trên nguyên tắc đào tạo và trang bị. Việc triển khai hiệu quả, nó sẽ đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denikov cho hay. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!